và chúng ta cùng đến với cái cách thứ ba đó chính là cách bán hàng với hình thức drop shipping ở việt nam vậy drop shipping là gì và drop shipper là gì chúng ta cùng tìm hiểu nhé drop shipping hiểu đơn giản là bạn bán hàng nhưng mà bỏ qua cái khâu vận chuyển đây là một hình thức kinh doanh và buôn bán mà bạn không phải giữ hàng ở trong kho tức là hàng hóa nó ở bên nhà cung cấp ví dụ khi mà khách đặt hàng bạn sẽ qua bên nhà cung cấp bạn yêu cầu với nhà cung cấp là vận chuyển cái món hàng đó tới tay khách hàng và công việc của bạn chỉ là tập trung vào marketing sản phẩm và theo dõi đơn hàng, nè, chăm sóc khách hàng. Còn lợi nhuận đó chính là sự trên lệch giữa nhà cung cấp bỏ trả bạn với khách hàng. Ở khâu này thì nếu mà bán trên sàn thương mại điện tử thì tiền ship đã tính vào với khách hàng rồi, bạn không phải trả tiền ship nữa. Và người làm chủ quá trình này được gọi là dropshipper tức là một người dropshipping đó hiểu đơn giản hơn một tí đó chính là bạn mua hàng ở nơi giá thấp và bán nó ở nơi giá cao và cái tiền phần trăm lợi nhuận nó phụ thuộc vào cái món hàng mà bạn bán ví dụ như là bạn bán thời trang những cái bộ đồ tập gym thì giá nhập của nó đâu đó khoảng 100, 150 nhưng mà bạn bán ra cho khách hàng tới 250, 280 thì lợi nhuận của nó nó tùy thuộc vào từng cái món hàng mà bạn bán thông thường thì nó rơi vào khoảng 30 cho tới 40% là ok nhất. Tiếp theo ta cùng đến với cái tiếp theo đó chính là nơi cho dropshipping ở tại Việt Nam. Thì hiện tại ở Việt Nam cũng có nhiều bên có cho hình thức dropshipping này nhưng mà hơi gọi là không cái phổ biến lắm. Và mình xin giới thiệu cho bạn một người ở Việt Nam mà mình cũng có quen biết thì anh này ảnh cũng có cho các bạn khác Uh, cái hình thức mà drop này thì thông qua cái sàn shopee mình sẽ mở cái facebook của ảnh lên cho các bạn xem đây uh, bạn cứ search cái anh tên là vũ thành luân ở cái đường link là thành chấm luân một thì nó sẽ ra cái facebook của anh này và uh, hình thức như thế nào cũng như là thương lượng giá cả gì đó bạn cứ hỏi trực tiếp anh vũ thành thành luân này nhé chúng ta cùng đến với ý tiếp theo, đó chính là cách thức bán hàng với hình thức này thì mình sẽ nói sơ qua cái hình thức này. Tức có nghĩa là bây giờ mình đang áp dụng với Việt Nam và mình đang áp dụng với lại sàn thương mại điện tử đối với thế giới, ví dụ như hồi đó mình làm ở trên eBay ấy, thì mình sẽ lấy hình ảnh, mình lấy nội dung ở trên AliExpress rồi sau đó mình tạo một tài khoản trên eBay và mình đăng hết tất cả cái nội dung đó lên trên cái tài khoản eBay và mình kết nối PayPal với lại eBay khi mà khách hàng ở bên nước ngoài chủ yếu hồi đó mình bán là ở Canada và Mỹ thì khi mà người ta mua món hàng đó là người ta đã trả tiền trước cho mình sau đó mình mới qua bên trang AliExpress mình kiếm cái sản phẩm đó nhưng mà mình kiếm ở những cái mức mà nó thấp hơn ví dụ như lợi nhuận một lời một ví dụ 3 đô mình bán 6 đô chẳng hạn vậy thì mình inbox cho những cái người mà cung cấp cái sản phẩm đó và mình chỉ việc là gửi thông tin của cái người mua ví dụ như là anh A điện thoại đó ở địa chỉ đó gửi cho cái nhà cung cấp đó và nhà cung cấp đó sẽ đóng gói và gửi cái món hàng đó cho khách hàng đó và mình có một yêu cầu nhỏ là không được để lại thông tin của nhà cung cấp tức là khách hàng sẽ không biết cái nhà cung cấp kia mà chỉ biết mình là cái người bán cho khách hàng thôi đó, còn đối với Việt Nam thì hiện tại mình có thể drop ở trên Shopee tức là bên anh luôn đó sẽ có một cái file bao gồm hết tất cả các sản phẩm uh, ví dụ như là um, đồ tập sim hay nước hoa hay là cái gì đó mình cũng không nhớ khoảng 3 đến 5 cái sản phẩm gì đó và mỗi sản phẩm thì có khoảng mấy chục SKU. Đó thì sẽ có một cái file và bạn sẽ lấy cái file đó bạn up lên trên Shopee thì lúc này nó sẽ ra một cái shop thì cái cách mà để tạo shop cũng như là cái cách mà để thiết lập shop như thế nào Thì mình sẽ qua chi tiết ở chương sau Mình có một cái module là hướng dẫn chi tiết bán hàng với Shopee Thì ở chương đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn Còn ở chương này, ở module này thì mình chỉ nói sơ sơ cho bạn hình dung được cái hình thức đó thôi đó khi mà bạn up lên thì sẽ trên cái shop đó sẽ hết có hết tất cả các sản phẩm mà bạn drop khi mà khách hàng người ta đặt hàng của bạn á thì bạn chỉ việc gửi cái mã vận đơn tại vì khi mà khách đặt thì mỗi đơn hàng cũng như là mỗi khách hàng sẽ có một mã vận đơn riêng và khách có quyền chọn cái nhà vận chuyển hiếu lấy ví dụ như là giao hàng nhanh đi thì sẽ có một cái mã là một cái dãy chữ số hoặc là cái số và bạn sẽ gửi cái mã đó lên cho cái anh bên kia lên cho nhà cung cấp tức là anh luôn ấy hoặc là up lên file excel thì lúc này thì ảnh sẽ biết là cái mã bằng đơn là đó và cái món hàng là gì, bạn ghi cụ thể đó rồi sau đó bên đó sẽ gói hàng và đem ra bưu cục hoặc là shipper tới nhà cung cấp lấy. Việc của bạn bạn không phải gói hàng, bạn cũng không phải là vận chuyển hàng mà việc của bạn là bạn làm sao cho bạn bán được hàng ở trên Shopee mà thôi. Và cái những cái lưu ý cần nhớ khi mà bán hàng với hình thức này đó chính là đầu tiên là bạn phải chọn được cái người mà cung cấp có thực sự tốt hay không và hàng hóa có liên tục hay không. Cái tiếp theo là bạn phải quản trị được dòng tiền, tức là bạn phải nốt lại những đơn nào thành công, những đơn nào chưa thành công vì hình thức này rất là mới ở Việt Nam nên là còn hơi có nhiều cái bất cập. Thì đó đó là một số lưu ý mà mình muốn nhắc tới bạn thôi.